cây hồng này bán rồi nha. Rồi cái này, rồi. Là, cái này là 350 một cây. Có người mua rồi. Rồi nó ra chùm chùm giống như nho vậy nè. Nè nè đấy cũng trồng ở trong cái chậu 125 lít giống nhà sang nha cả nhà. 101 là chứ muốn tới 125 hả? Ôi ơi gì đó nó lên trái thế ghê không? Không? Hello cả nhà, hôm nay trên đường đi farm hái hạt dẻ về thì cũng tiện đường cho nên Sang nói ông xã ghé tham quan cái nơi bán cây giống của anh Cần một lần nữa để mình xem coi mùa thu này thì cái nursery của anh Cần có bán những cây gì nha cả nhà. Đây, đây là ông chủ nursery đây anh Cần, cả nhà. Đó, cả nhà có cần cây giống thì lên kiếm anh Cần nha. Ở xã Lị nè. Rồi, có trái. Đó, không? Cái này bán nhiêu cần? Cái này bán 450. Mà hết cây. Mà nó đã lên cái size và mọc như vậy á là anh Dưỡng có chừng anh Dưỡng từ cây nhỏ tới giờ 5 năm mới được lớn. Mà bị sinh muối bắt đầu cắt nó xuống lên mọi gì. Không giòn giống gì là anh bán 350 là anh lên cái trái luôn. Và anh bán hết luôn rồi. Không giòn bán nhiều lắm. Xem chậu trái. Rồi, khé ra bông nè. Ủa anh cần cái chậu này nặng gì? Không, bằng ngủ. À vậy hả? Bên đây thì cái này anh đẩy chân cho thôi mà anh bán còn 3 cây à. 3 cây dứt ta muốn mua nãy. Cái này là cái nho thân gỗ hả? Thân gỗ. Cái này bán rồi nhưng mà bán hàng nãy nó mới mua á. Nhưng mà ở Việt Nam mà tháng 6 nó lấy nhà nó lấy. Nè. Gửi đây. Gỗ này. Thì trồng lâu lắm chưa? Gỗ rồi nha. Ừ. Có mẹ đào được chưa? Chuẩn bị khô á, là hết trái rồi, mùa này hết trái rồi. Hết trái rồi. Mùa thu á, bây giờ nó thành là táo khô. Táo khô. Lên hơi bị chảy nha. Hơi chảy. Chảy. Tôi bắt được rồi. Ồ, ba cây lớn. Bữa nay nè, bé này nó bị ấy rồi. Khế này còn 3 cây. Khế còn nhiều này, ai mua khế khế ngọt hay khế chua anh kìa. Khế ngọt. Ừ. Còn có 3 cây à. Ừ. Giữa cái này 7 năm rồi đó. Cắt cái dài. Rồi nè. Wow. Cây trước kìa nó có trái bự vậy nè. Tốt quá trời. Anh cũng vô chậu, trồng chậu thôi à. Nó chị. Trời ơi nổi tiếng dữ luôn. Trời ơi. Rồi đây này thanh long mùa này ra bông nhóc luôn. Cái này là thanh long ruột đỏ hay là ruột trắng anh? Đây thêm một cái xoài nữa nè. Nhìn mắt mắt ha. Ừ. Này nó xanh cái nó xanh tốt quá đẹp. Ủa, thanh long mùa này trái nhóc lên. Long này là có bán sẵn ở trong cái chậu vô luôn. À. Mình mới vô chậu á, mình tới sơ mới bán. Lát qua chị. Cái cốc xung xe tốt ha. Đó, có người mua rồi nè. Bán nhiều lắm. Còn như cây à. Thôi cũng có trời là ai thích cái này. À. 210 cây. Gì hả? 210 cây cốc Việt Nam mà chứ không phải cốc Thái. Cốc Việt Nam á có chừng mới 2 năm nó có trái tại trên là trồng hộp á. À. Chanh giấy quá trời trái. Bữa này mình về mình có sang chậu. Cái đó, cái đó anh chỉ cái trồng. Trồng. Về. Thôi rồi. Cây bưởi trong chậu mà có cái trái nó thương quá luôn á. Nè. Bưởi năm rồi nha cả nhà, quay cái mạc luôn nè. Đó ai muốn mà bưởi năm rồi lên kiếm anh Cần mua nè. Cái này nhiêu anh Cần nó giá cũng đi. Cái bán cây trong chậu bự giống như em bán 350 mà anh có hồi 150 cũng không lớn à. Kia. Này có trái nữa. Rồi cái trái bự. Ôi, thương quá hả? Nè xíu quả trái kìa. Đúng rồi, có nhiều người ta thích bưởi hỏi hoài. Năm tới là có 500 cây, anh đang giờ chỗ mới tháng 7 là anh lấy chỗ mới. Gần đây không anh? Gần đây cách có chừng 4-5 cây số vậy.
À cũng không. Anh chồng ở đó bắt đầu bán ở đây. Ừ. Anh nói ông. À. Ừ. Ôi bữa này nhiều người mê lên đây. Ừ. Bữa năm rồi á có người hỏi em á, có người hỏi. Nhiều lắm. Cũng có bữa rồi hỏi mua đâu em nói đi lên lên tầng. Ừ. Không giòn cái đó. Người ta muốn mua mà không biết ở đâu hết để mua. Cái bữa là phải xuống đây. Ừ. Ừ. Để cho gì á? Đúng rồi. Để trong hoa, để làm hoa cắm hoa. À. Có mấy sò không để ngoài nó bị sương muối rồi nó lên mạnh lên nó. Có cái gì mà thơm quá ta. À mọc lan cái gì á? À. Ừ, lan nó hết rồi, hết cái bự kia. Em ơi. Đây đây này. Ô mày có cái cây. Quay quay đỡ trước khi quay cây chuối một chút nữa đây. Đây này. Kia có cái chuối bự lắm. Wow. Đó. Chuối sim mà, chuối sim. Này vẫn trồng trong đó này cứ đều trồng trong chỗ đều có trái hết cây xíu ha mà có cái cây chuối này nhỏ mà có bự cây có hai còn bự không phải không chưa có bự wow này coi nè ơi ơi giờ mà không gom mấy kia thôi thôi hiểu gì thế phu chu luôn wow phu chu nó lớn ha quá rồi chị Chiro với phu chu cái loại nào? Chiro thì nó dẹp mà nó không có hột. Ừ. Rồi nó trái nó cũng bự nhưng mà không bằng phu chu trái nó bự. À, thì ra em có cây Chiro. Chiro cái dẹp dẹp. Cái dung dẹp dẹp đúng rồi. Ôi ơi trái này. Nè, trái to dễ sợ không? Trong trong chậu đó. Rồi đây, 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 qua đây. Ôi cái trái này cũng bự luôn nè. Ừ. Ừ. Quá trời tốt. Rồi, để qua ai có cái cây cái nó đặt ra. Cần anh là phải đây bà con. Cái hồng này bán rồi nha. Rồi cái này là 350 một cây. Wow. Trái. Không à. Sản xuất chưa rồi. Ủa này có người mua rồi nè. Có người mua rồi. Rồi nó ra chùm chùm giống như nho vậy nè. Nè nè đây cũng trồng ở trong cái chậu 125 lít giống nhà sang nghe cả nhà. 101 là chứ tới 125 hả? Trời ơi nó lên trái chứ nghe không. Còn cây bự giống như thì bán 150 một cây. À. Chút bán... sao người có nhiều người á người ta muốn trồng cây mà người ta không có biết là trồng trong chậu nó có trái không rồi. Thì sao nếu mà mình quay giống vậy là người ta sẽ có giống như là cái động lực, á bảo có đảm nghĩa luôn là như vậy nè mình trồng trong chậu rồi tới một ngày nào đó nó sẽ hết đất thì mình có thể lấy ra xong rồi mình mới chặt giống như chặt 7-3 vậy đó mình bỏ 3 phần rễ đi chặt ở phần dưới luôn rồi mình mới dùng lại cái chậu cũ mình để thêm phân mới vào và để cái cây lại và trồng tiếp tục mình thay đất cho nó ha thay đất như vậy thì cây nó sẽ phát triển tốt giống như cây bonsai đi thì tại sao mà cái gốc của nó cái thân của nó to thì to mà nó nằm trong cái chậu nhỏ thì người ta cũng phải làm phải chặt lâu lâu rồi rồi trái tại nhiều người ta nói vậy làm sao mà đủ để mà nó sống được cái cây thì một ngày nào đó nó phải hết đất đúng rồi phải lấy ra thì để đất mới vô là xong. Đúng rồi, thì đây là expert bên trồng cây nên anh cho phân slow release, ý kiến là phân hộp á, năm mình cho nó ngấm. À. Bắt đầu mình rảnh mà cho nó phân bột, tưới cho nó ăn nó sinh dưới mà nước thì làm rổ rồi, chứ không cần làm gì hết á. Cái chậu giống bên kia cây ngọc lan á, gốc rượu kia nè, cuốn chậu cái này thôi chứ không bự hơn. Lên quýt. Slow release fertilizer. Green jacket. Mình có loại phân ở đây mà mình chỉ loại phân tưới. Wow, cái này nhỏ nhỏ mà nó trái rồi cái này chắc trên 20 trái quá. Rồi trái này. Cái rồi. Rồi. Ủa cái bưởi đó bây giờ người ta ưa lắm nha. Năm rồi nè. Rồi. Cái này 130 nó nhỏ gì 130 thứ loại 150 hết rồi năm rồi nè năm tới mà giống lớn, của nhà mình đó nè cái bưởi nhà mình nè. Ủa cái này là anh loại chiếc hay anh kìa ghép đúng rồi bưởi năm rồi có lớn cái trái này. Theo chồng là bứt bỏ để cho nó dưỡng này là giống như bông nhiều lắm á rồi cái nó bị sót lại được một hai cái bông gì cái thì nó ra trái nhưng mà cây bưởi mà nó còn nhỏ mà trái như vậy thì ăn nó sẽ không có ngon mình phải chờ khoảng chừng 3-4 năm sau á
thì cây nó bự lên rồi cái nó mới dồn sức vô trong lá rồi nó thân rồi nó ra mạnh hơn, thì chừng đó hay để cho nó trái thì cây nó sẽ tốt hơn. Đúng rồi, chứ nếu mà mua về trồng thì mình nên lặt bỏ cái trái đúng này. Rồi. Đúng rồi. Bỏ đi, thôi đợi cho khách coi đi. Để cho khách coi đi anh. Đúng rồi, người ta thấy có trái. Tại vì người ta trồng, người ta mua về thì kêu người ta lặt bỏ thôi. Là tốt cái trời. Người ta dùng mấy cái mận của hổm á. Nhớ mận của hổm không? Đúng rồi. Quên đó, em hỏi cái anh có cái giống cây mận xanh không? Đây này, rất nhiều mận nha mọi người. Ai mà muốn mua cây mận lên đây. Đây toàn là mận hồng đào, mận đỏ không. Đó, tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chậu. Chậu. Tròn bưởi nó giống này, nhưng mà tại vì người ta mua là người ta thích để thích trái nhiều, người ta ngắm trái. Đúng người ta rồi. Không phải là ăn cái xoài nó kìa, cái loại này nó không bằng xoài. Năm rồi mới ngon. Dạ năm rồi mới nè, xoài này cái trái. Đây gì đây? Hiểu biết bao quần, bao quần. Đó, cái này cũng trồng trong chậu đều có trái hết. Trồng này trong chậu nè. Không, ý nó nhiều người người ta thắc mắc đó. Khán giả thắc mắc là trồng ở trong chỗ có trái hay không. Rồi. Anh cho anh địa chỉ gần đây nè. Trước cửa nhà luôn ha. Dạ. 41 Red Hero Springvale, cái xoài bự chà bá này nè anh bán. À. Nó bự lắm, nó có trái này, bây giờ nè. À. Tả lắm. Gần đây hồi quay cho khách coi. Kìa chuối kìa, nguyên quầy kìa. Quay nguyên quầy chuối. Quay cái mận, quay cái mận nó kìa. Đây này này, chuối trồng tại Melbourne vẫn có trái nha mọi người. Thôi cây gì mà nhiều xoài. Nhưng mà mình để chơi thôi, tại mình đi xuống muối rồi, mình không có bán. Đôi khi nó không có sâu. Chưa không? Cái yếu. Trái là cái cơ hội. Yếu. Đúng rồi, khi mình đem về trồng mình cũng nên lặt bỏ trái. Để cho khách coi. Đúng rồi. Rồi, trái có trời trái. Còn ai muốn mua đây là. Còn có mấy cây rồi đó. Cái này vẫn hồng đào ha. Cái này là hồng đào. Cái này là hồng đào. Hồng xong rồi nó chín thì nó đỏ. Wow. Đúng rồi. Đây nè. Tên cái tiếng Anh. Quá trời lên rồi nè. Khách lại là cứ hái liên tục hái. À đúng rồi. Rồi thanh long nè. Rồi móc mà có chỗ mới set up xong rồi. Alo em, nhắn tin em đi em lên. Chồng à, đây. Hồng đào đó. Gửi trái đi, giết đợi nó. Giết luôn, giết luôn. Để cho khách nha. Thôi để cho khách coi. Để cho khách gì nữa. Sao ăn thử rồi, nó mà cái trái nó chưa bự nhưng mà ăn cũng được. Này chủ cho nha, bữa hổm em thấy trái xuân Mỹ của anh nó có người bắt bẻ em đó. Lúc đó có anh cần đi theo mà. Đây nữa nè. Trên trồng chậu nha, 100% chậu không có. Có đang review cái mận nè. Không có hột. Cắn đôi ra cho nó đặc. Không có hột luôn nè. Đặc ruột luôn nè. Đó. Giòn thấu luôn á. Xuân trái rồi không chút tí à, 45 đồng bây giờ bán là 65 đồng bị à. Nguyên cái giường xung quanh cái kia luôn này, cái này cháo rồi nè, cháo rồi à, cháo rồi nè, đây là cây này là cây của nhà mình nè à. Cháo đây cho Sơn La một trái nè. Đây là của chủ cho nha, chứ không phải sang tự hái nha. Rửa dứt luôn.
thì view đã chở luôn ha. Cái này là chero, chero. Ừ. Là cái loại mà vuông vuông dẹp dẹp á. Ừ. Được rồi chị, à, thank you chị. Ở nhà cây này của gia đình mình ăn nó gần hết rồi. Nó lục béo mà trái đầy hết trơn, ăn nó gần hết còn trường trái. Hồi nữa mình đi ra mình quay mấy cái chậu á. Đúng rồi. Tại vì em thấy chậu này ở bên này cũng không có bán nha. Mà trái nó chưa chín hung nhưng mà ok. Loại này là ở trong không có hột luôn mà. Đặc. Đặc ruột luôn. Nhưng mà nó so với phu du thì phu du ngọt hơn cái này. Đấy ha. Rồi cái nhà. Sao? Ăn con vỏ, con giòn. Đúng rồi, giòn. Ngon. Mùa thu xuống đây là trái trên cây nhiều. Vỏ nó chát à. Nó chát, con vỏ nó chát. Trái nó nhanh trái bự như nè. Tới mùa. Cái vỏ ngon quá. Mình lựa cái nào ngon ngon kia giống gút mình mới bán. Đúng rồi. Vỏ này ăn luôn á. Thà mình bỏ một tốn một chút xíu tiền mà mua cây về trồng chắc ăn còn hơn đi mua những cây rẻ phải không? Nó chết, mua cây khác lại tốn tiền gấp đôi nữa. Nhầm người á, bán cây sim lớn thì bán. À. Có thể các anh thử bắt cây sim á, bự giống như nè, gốc gì nè. À. Mùa đông á, để nhà kiến luôn, nó còn chết nữa, nó chỉ đi bán mấy cây mà lớn. À. Chứ bây giờ bán cây sim không được. Đúng rồi. Tôi đủ hả? Cây mà lớn. Có đúng rồi. Mùa hè thử tới mùa đông thấy ngon với em chắc luôn. Đúng rồi. Em cái đũa em trồng cũng chết cá trồng. Không phải tại vì mình để thẳng ở ngoài trời chứ nếu mà mình trễ có mái che này kia thì nó ok. Ừ. Tại mình muốn cho nó muốn quen với cái khí hậu ngoài mà mình thử á thì nó không có thành công cho nên là không muốn trồng những loại đó để bán cho khách. Đúng rồi. Bán nên nó chết kia. Người ta đổ thừa mà. Vậy thì mình phải trồng những cây nào mà nó mạnh thì mình mới bán. Đúng rồi, nó phù hợp với thời tiết của Melbourne. Sang Lai có thấy Phật thủ của mình bên kia chưa? Rồi qua bên coi chị Phật thủ chị. Bây giờ con chị giới thiệu Thanh Long đi. Thanh Long mùa này bắt đầu nó chỗ đông nè. Rồi cái này trồng chảo không nha. Đang ươm không phải nhưng mà nó làm có bọc đã lên bông rồi đó. Cái này nhiêu chậu hả chị? Thanh Long này đó là 55 đồng một cây thì mình trồng nó là mình dùng những cái gốc già nha. À. Gốc già nó mới mau có trái, bởi vậy gốc già mà nó có trái sớm nè. À, chứ mà lấy mấy gốc non ở trên đọt này là trồng lâu dữ lắm luôn. Có trái rồi, có bông rồi nha cả nhà. Nếu cái này có 55 đô thôi. Em về chỉ sang chậu bự là mình trồng là ok. Này bao la bát ngát, ai mua lên đây thoải mái lựa chọn. Bông quá trời bông nha. Đó, bông một rừng. 55 đồng một cây thanh long. Ai mà mua 4 cây tặng một cây free luôn. À, hết rồi. Coi Sang La này ha, cho 4 cây, ai mua 4 cây tặng một cây free. Wow, cái hẳn nè. Cho coi cái cây Phật thủ nha, mình có nhiều cây Phật thủ đang có trái. Đấy. Đó, ai wow, quá trời lên nè. Trái nhiều lắm. Rồi, đó đẹp quá trời, nó cái này hiếm quá nha. Đó, wow. Có mấy trái vàng ở trong đó anh về coi kìa. Nhìn thấy nó thơm lắm không chị? Yeah. Lúc mà mình hái chứ. Đúng rồi. Wow, cái trái nè. Ừ, vô đây nó thơm phức à. Nè nó thơm phức à. Đẹp quá ha. Nhiều quá trời lắm nè. Ừ. Cái gì như nó chín nó mới thơm phải không chị? Đúng rồi, nó vàng nó thơm. Vàng nó thơm. Đẹp quá ha. Nghe nói chân bằng thờ để cũng lâu lắm á. Trời ơi, ngã nó có cho miên trái. Đẹp quá nè. Cái này chín rồi nè. Dạ, yeah, cho em thấy nó ngon. Để trên bàn thờ nhà anh Hà có chồng mà. Phải không? Ừ. Nhưng cái đó cho nó cho nhà đẹp quá nè. Ôi, cái nhiều... Nhiều trái. Ngón quá kìa nè. Sao là thấy khế của mình chưa? Khế bên đó hả chị? Có bông. Có nãy anh Cần có dẫn đi. Nốt quá trời. Mùa này lên nhìn mát mắt đấy ha. Bữa hôm em đi tháng 12 á là nó mới qua mới đâm chồi à. Mình đặt cứng cây luôn, mình mới đang dỗ chỗ để hồng giòn à, vậy là chưa có tại vì em có người bạn á đang nói điện nay mai ghé đây mua táo tàu mà không có để báo như lại tháng 1 á, tháng 7 bắt đầu đào lên. Yeah. Rồi mình vô chậu cho tới tháng 1 á là bắt đầu nó ra bông á, ra bông rồi mình mới bán lúc đó chứ mình không bán sớm. Yeah. Tháng 1 sẽ có rất là nhiều. Ở đây xoài rất là nhiều cây có bông luôn rồi nè. Ở đây mình có 110 lít
cái này là 155 lít. Wow. Cái này là bán 50, cái này 65 đồng, sơ xích có 15 đồng mà cái chậu lớn. Đúng rồi, trồng luôn nè. Ảnh khoan sẵn lỗ luôn à. Đó, đó. Đây mà nó nhiều lỗ lắm. Đó, đó. Nó có nhiều lỗ lắm, nó trồng cây nó không có. Nó có cái quai này thì dễ kia. Mấy cái Australia luôn. Có cả đế luôn. Đế đẩy luôn kìa. Đế đẩy. Bên đây, đây là cái đế nè, đẩy đẩy nó mấy chậu giống như nè. Mình khỏi cần khiêng nó nặng. Đúng rồi. Đi qua đây là cái gì đi. Bán là 35 đồng cái. Richmond. Bây giờ ha, Richmond Wheel luôn á, thấy không dòm à. Đó nè. Để này kéo nè. Ừ. Rồi. Quá tiện lợi. Có tiện lợi thôi. Không, muốn giờ đi đâu cũng được hết á. Cái nào khó tính thì mùa đông kéo vô mấy hiên. Mấy hiên kéo vô nhật ký. Ông kéo thử nhẹ nhẹ đó. Đúng rồi. Nó có bánh xe thì kéo nhanh lắm. Hai người đẩy đi là easy. Có đi mà đỡ đó không? Có bánh xe dễ đẩy. Đẩy lên chứ. Quá tiện lợi. Tiện lắm. Đây, bánh này bút. Nếu mà mấy bánh kia bỏ xuống sụp. Chịu mỏ ra cái mặt bánh. Cái này tiện ha. Cái này tiện, giờ tới nó bắt đầu tải nó xuống. Tầm giá 37 thôi. Tầm bánh thôi. Cái này thấy không bà con, giờ mới cái đám này chứ gì. Cái đám này là bán hết rồi nè ha. Từ tới giao đó. Nó có gì dây hết trơn kìa. Wow. Đó, ổi nè. Ồ, cái ổi gì đặc biệt. Amen nè. Ấn Độ hả? Mấy amen nổi Ấn Độ. Sao lị của Ấn Độ. Nó cái này bán hết luôn rồi nè, cái mận này cũng đẹp nữa. Đúng rồi. Có chủ á, rồi hoa có chủ. Chanh nữa không? Wow. Tới chậu đó không? Xay nó qua đó. Đúng rồi. Ủa chanh đó là chanh gì anh? Mai ơ hay là không, chanh này là lime. À lime mà. Wow. Cái này rất là nhẹ nè. Đúng rồi. Cái này đẩy ngay đó, nhẹ giờ hững thấy không? Kéo đi đâu cũng được hết. Tiện lợi. Tiện. Quá tiện luôn. Hồi cốc kìa. Toàn cây có chủ hết rồi. Đây nè. Sang la xem nè, sang la. Dạ. Trái đẹp quá ha. Ừ, trái nhiều lắm. Bên đó là 200 đồng á. Đó, sau đó 200 á. Cây cái tàu ha, cây bạc xanh á. Dạ. Bên đó cái trái là 200. Thuyền quá nè. Ở cái đó là cái đó là cà phê đấy. À, có luôn nè. Wow. Nè, cà phê nha. Không thiếu một cái gì trên đời. Không thiếu cái gì luôn á. Cà phê này trồng cũng lâu năm rồi đó. Wow. À, 200 đồng một cây. Wow, gốc quá đẹp. Gốc cũng bự lắm. Tươi quá. Tốt. Nó mang cái trái rồi. Nó tốt quá trời luôn. Dạ. Nó khủng khiếp gì. Trời quá, trời trái luôn kìa. Đó, ai mà mê mà muốn có... Đó, cứ trồng trong chậu thôi. Đem về là cái là hưởng thụ trái vậy thôi. Đó, để một lát nữa để anh giới thiệu phân luôn. Tại có cũng có người hỏi là phân xanh xanh đó là phân gì. Yep. Đó. Cái đó là nó làm cho cây khỏe đó. Cho thân và lá. Nó phát triển tốt. Yep. Cái cây bưởi ở nhà em á, cái lá của nó bị vàng vàng. Tôi có hỏi trên giấy, phải trên Việt Nam không nè, nó bây giờ mình cắt cái cho con ha. Dạ. Đó, cắt ha. Không có hột luôn. Rõ bông lét, không có hột luôn. Ừ. Thấy không? Đúng là trên giấy, trên Việt Nam thử nữa. Nó thơm. Nó phải kêu em thử chứ ăn. Đúng rồi, đúng rồi. Giờ quá trời juicy luôn. Không có thơm ha. Ngọt quá trời luôn á. Chanh là lại ngọt nhưng mà chua bạc. Nè, nước nó không có hột luôn nè đó. Không có hột thiệt luôn á. Đúng rồi. Cái này mà mua một chậu này về thì chỉ để là xa. Có liền. Có liền. Có liền. Có liền. Có liền. Có liền. Một cành của đó là cũng giờ mới cành nè. Đó, một cành mà trái quá trời trái luôn. Mình cắt tỉa nó hoài luôn á. Nhìn nó thấy vậy chứ mình cắt nó hoài thì nó cây như đây này mình có cần tỉa không? Tỉa mình ăn hết trái rồi mình tỉa phải không? Mình mới hết trái thì khi mà nó ra mùa kia nó ra cành rất là nhiều á thì mình cắt nó lại để cho nó dồn sức vô trong cái trái cho nó nhiều trái cho mình. Những cái cành nó ra nó vô dụng thôi, nó không có lợi gì cho cái cây hết, mình cắt nó đi. Để cho nó nuôi cái thân và nó sản xuất ra mấy cái trái này cho mình. Giờ mình cũng phải cắt đĩa ha. Ừ, cắt cho nó gọn lại.
chuyên nghiệp trồng cây cho nên đậu tốt à. Rồi khoái cái cây bưởi lên nông rồi dễ thương quá. Đúng rồi nè. À, nhiều người mê bưởi luôn nè. Cây Ngọc Lan. Nhà anh hiện tại bây giờ hả? Trái họ bà lớn chậu. Chậu luôn á. Trái bự như nè. Bữa lại trời em review. Rồi đi thì mèo xong cái chỗ bên review cái luôn. Bên đó. Setup. Cây này đáng đồng tiền quá, trồng cái này là năm tới là ăn liền quá không? Đúng rồi nè. Có bán cây à. Kia 55 đồng mới lớn rồi, nó cũng có trái gì ăn chứ. Đúng rồi, mà nó cũng có trái ăn liền. Đúng rồi, chắc ăn là biết nó có trái không? Không có phải thắc mắc loại gì nữa. Cây nào có trái không anh? Không, à, bán hết rồi, nó đang có bông. Có cây có bông bán hết rồi. Bán hết luôn rồi, với nó một giây rồi bán hết rồi. Cái này có 12 cái element ở trong đó. Cái này của con của mình chưa gảnh làm lấy bồ nó 1 kg mình bán 200 đồng. Thì mình hoài với nước 2 muỗng canh 10 lít nước. Rồi tưới cái gì cũng được hết á, rau cải, cây ăn trái, bông hoa gì đầy đủ. Và bảo đảm 100% nó lên. Rất là nhỏ luôn. Ở đây mình xài cái này không à. Lúc mà ở đây mình xài phân hột. Phân hột với cái này cũng được xem. Nhưng mà tưới cái này vô là nó lên mau hơn phân hột. Ở đây nhiều quá mình không có tưới phân này thường tại vì nhiều cây quá đi, nhưng mình xài phân hột thôi. Nhưng mà chịu xài phân bột nó lên còn giữ nữa. Nhà nó tan liền. Tan liền mới nó có 12 element trọng không? Cái đầy đủ hết á. Thì xét là mình đi ban này mình mua đủ thứ phân, thí dụ lá tốt, rồi rễ tốt, bông nhiều. Ít nhất là 12 hột. Cái này là hòa hết luôn. Một phân pha với nước này tưới pha với nước 2 muỗng canh 10 lít nước và tưới vô cây nào cũng được 2 muỗng canh 10 lít nước là anh mới muốn anh dán cái hiệu sao mình làm lấy bồ cái này phân của mình chưa có làm lấy bồ chưa gánh làm lấy bồ nữa cái này phân của phun là của mình mình pha anh có nhà sang đây có trồng cây trà xanh không có em có một cây gì đó hả có một cây rồi cái gì chị? Quýt là... đó wow, trái nè, trái nè, trái nè, trái nè, trái xanh đầy cây hết trơn. Thường ha, cái này là cái gì? Imperial. Đó, Imperial với là Emperor, hai loại. Chứ em thấy anh đang có trồng cái lý bên kia để bán rồi hả? Ủa anh cần cái lá cái cuốn cuốn này là nó bị cái gì à? À bình thường hả? Tại vì nhà ba em trồng cây quýt nó cũng bị gì? Không, nó bình thường, nó không có gì hết. Cái này tốt phân này được lúc mình nó có bông á, nó có trái á, mình loại có loại phân kia thì bỏ vô cho trái nó bự chu xì ngon trong Mỹ cũng trái này vẫn trong chỗ này nha. Anytime lúc nó có bông có trái gì tưới được mà bao lâu tưới một lần bình thường tôi tưới một tới hai lần thì theo mình muốn là bao nhưng mà mùa lắm cũng con chậu này 150 nước ra ôi ơi đó chậu gốc nha vẫn tốt đó chậu nè thì tưới phân thôi cây lên vậy nè trồng cây ăn trái nó cũng lên giống gì nè bù giống gì đâu mình cho nó tưới nước đầy đủ phân bón lên nó lên nè đúng rồi nó không cần xuống đất đâu Ủa anh cần bao lâu á mình mới thay chậu thay đất một lần thường có mấy cái bự á anh lâu lắm thí dụ mà nói nó khoảng chừng 7-8 năm đi nó đầy hết cái gì có còn cho nó nằm xuống chờ mùa đông nha cắt nó phần ba để vô lại để nó vô lại để đất mới vô cái đó 7-8 năm lần à 7-8 năm mới thay lần cần tùy ha cắt nó như mùa đông cắt nó lại phải ba chừng cắt có chừng nhiêu thôi cắt cho ta chừng gãy nhiêu thôi là vô chậu đất mới rồi bỏ vô chậu nó cũng được cắt luôn gãy nó luôn ha cắt gãy luôn chặt luôn ôi cái nó tốt này rất rơ mà cũng đã 2.5 thước có hả cái này cây thanh long trắng em nhìn cái vỏ nó giống thanh long đỏ nó nằm qua đây thanh long đỏ rồi đi qua coi thanh long đỏ của anh lý do mà đã bán thanh long đỏ tại vì nó không có trồng nước mới được đó nè mùa này nó có bông nè cái này bán nhiêu chậu anh cái cần. Này bán 400 trăm bốn trăm trậu nguyên rồi nè bây giờ là khỏi làm gì hết rồi về đó có bông rồi nè có bông có trái rồi sẵn hết trơn rồi chỉ đem về nhà chưng thôi. Cái này thanh long vàng dở lắm ha, thanh long vàng á, thanh long vàng nhà em trồng không được cái chết. Dở, thanh long đỏ nè. À, ôi cái bông nó đúng rồi là khác kìa. Thấy khác không? Đúng rồi. Bào nó màu đỏ, nè đỏ nè.
nhưng mà dở cái là mùa đông á nó hay bị sương muối đó, hay như mà rồi, nó thối, nó bị giống gì, nhưng mà nó lên bình thường, nó có trái bình thường chứ không phải ấy, chỉ là xấu xấu cái đó thôi. Mà cái đầu nó ok, nó ra độc mới nè, thấy không? Cái bông nó bò bỏ. Đúng rồi ha. Đó, nó khác bên kia. Khác kia màu trắng hả? Đúng rồi, màu trắng nó không có đỏ cái này. Muốn trái luôn. Hai trái. Ủa rồi thí dụ như người ta mua anh delivery hay là người ta pick up? À, mấy cái bự giống gì thì mình delivery chứ. À. Thí dụ sau đó mình sunshine vậy á. Rồi. Thí dụ mua hơn 1000 thì em free delivery mấy 20 đồng à. Ok. Nhưng cây cũng vậy đó. À. Thôi chứ không phải là ấy vậy. Very good. Free delivery mấy cái bự cho người ta. Ừ. Tuần này là từ tối là anh có hai chiếc truck ra, một chuyến đi chủ nhật rồi từ tối đi nữa. Ừ. Bây giờ là cái bự là anh bán hết đó. Dạ, chuẩn bị là chỗ mới thôi, là làm chồng đó thì anh cần đang giới thiệu chỗ mới. Anh cần chỗ mới, anh tháng 7 anh mới lấy chỗ mới, bắt đầu mình vô setup trồng mấy cây ăn trái, cây Việt Nam, ví dụ táo tàu, bưởi năm roi, hồng giòn, mấy cây mà mọi người mình thích á, thì chỗ đó rất là lớn, bằng gấp hai chỗ này. Wow. Ok. Vậy là chừng nào xong thì anh cho em hay cho cái em lên em quay cho bà con coi. Ok, cảm ơn. Dạ. Vâng. Dạ. Thanh long vàng heo ụt mà cũng có trái. Trái xíu nha. Có giống cái trái xương rồng. Wow, đẹp giống quá. Trái Việt khác thường. Ừ. Cái này phải băng qua tay đụng nó chứ. Gai không à, thanh long vàng nó gai. Khó trồng đó chị. Trồng. Mà nó ngọt ngọt dữ lắm. Phải ha. Như đường. Tại nha vì nó xấu xí. Nè nè, nè 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 cái bông của nó nè. Nhìn đó mình thấy đau tay. Đâu nhìn đó thấy đau tay thì đó. Cách đây 6 năm tụi em đi Gold Coast á, rồi ghé cái Tropical Garden ở trên đó đó. Yeah. Thì cái ông mà chở thua á, ông cho mấy nhánh về trồng mà nó không có sống nó được. Không sống hả? Yeah. Cái này nó sống nó dễ sống lắm. Nhưng phải mà à? Cái mùa đông nó hay bị thối gốc giống à. Vậy đó. Chứ mà chịu ấy là chịu khó chứ mà trồng trong chậu á, mình kéo nó vô máy hiên nó tự bị sương muối là ok. Thôi nhưng mà em thấy cái gai gai nó là em gai gặp nó ớn. Ok, đây là cây lý ha. Cây lý nếu mà mình coi ở trong YouTube á, ở bên Việt Nam á, là lý là bây giờ ta nói là có tiền mà cũng không mua được cái trái này. Wow. Bây giờ nó sắp ở bên Việt Nam nó sắp là giống như là gọi là diệt chủng. À. Không có nhiều lý nữa, nhưng mà ở đây tuy nhiên mình cũng có được vài cây. Đây thêm một mớ ở đây nữa. Đó. Và mình có một cái cây bên kia to lắm. Cái đó là để mình lấy giống đó để mình chiết ra. Mình trồng bán. Đó. Ở cái này tên tiếng Anh là mận gì đó. À. Nó giống như mận. À, mà nó là cây lý đây, tiếng Anh của nó đó. Đây là nhiều người. Ở trong nó có nó thơm lắm, ăn thì cái vị của nó thơm, mùi hoa hồng. Còn trái nó có lớn không chị? Nó có một cái hộp ở chính giữa và mùa đông thì lá nó không có rụng, nó vẫn giữ như vậy. Xanh ha. Yeah. Nó rất là đẹp cây đó. Đúng rồi nè. Phải chắc là trái ngon quá, người ta nhập đi Trung Quốc hết ha. Gốc của nó cũng to. Dạ. Cái này hiếm rồi nha. Dạ, hàng hiếm đấy, cái lý là hàng hiếm. Tự như dạ. Em có ăn ở đâu rồi đó, nhớ rồi. Mà ông có thầy thể... tuổi thơ của một số người là biết chỉ cây này rất là nhiều cái lý. Ừ. Wow, tốt ha. Mùa thu mà lá nó cái lộc non ra. Lá. Cây to của mình thì ở bên kia. Ừ. Cái bông nó nó đang chỗ bông đây. Cứ một năm nó là hai lần bông, hai lần trái như vậy. À có trái luôn rồi, trái có trái. Nè. À. Đó. Cây này thì mình để mình chiếc cành đó. Dạ. À, nó cũng sống ở trong chậu này. Đấy. Rồi chỗ này cái cành như đó nè. Đấy, cái thân nó 155 lít nè. Nè, yeah, trong 155. Thân nó là to nhiều. Wow, không có trái nè. Đó, ai thích trồng cây lý thì xuống dưới đây mình cũng còn được vài cây. Yeah. Bên cây kia thì nó nằm trong chậu bự, mình bán 400 đồng một cây. Yeah. Cây thì cái đó lý là cũng khoảng chừng 1-2 năm nữa nó có trái được. Yeah. Đây ba em đó, ba em đó là tác giả nè. Tác giả của cây thanh long đẹp nè. Đẹp đó. Nãy giờ con nói trời, cây thanh long của chú trồng đẹp quá, nhiều trái quá. À, chắc ngại mà chứ không có
bài bản nhiều đó. Nhưng mà rất là hay. Có bạn ông chú mời đó, trời ơi ông chú kia trồng xanh long quá đã mà giống Việt Nam luôn phải tôi nói rồi. Nhưng mà có người đi loại hỏi giống như sao mà tôi trồng ở nhà 3 năm 4 năm mà sao nó không có trái gì hết trơn. Lại thì chỉ cách trồng hỏi anh trồng sao là dưới này nó lên để mấy con để bó nó vô rồi. Nó dễ lên. Nó lo nuôi mấy cái con đó không nó đâu có phát triển được. Kêu chỉ là cắt hết nè, từ đây tới trên cái vàng trên là chưa. Đó rồi. Nó phân bò, phân tu đi vô. Rồi, chưa trái quá trời đó. Tới bây giờ nó gần hết mùa, nó còn có trái thêm nữa này mà cỡ này hơi ấy rồi. Chưa muộn. Cây của con giờ nó đang chỗ bông mà nó chết nó là muộn đó chị ha. Của em nhà và trên đó thì là bữa hổm là đi quay là chú đã có trái rồi đúng không, phải cái đó là mới hay không mà cái mình mới chỗ bông mà làm như cho nó nóng hơn nó chín lai rai từ cái lúc mà Tết Việt Nam tới giờ hai đợt rồi, hai đợt rồi, còn đợt thứ ba là chắc có chừng khoảng bây giờ cho chú học phân cho chú thử nha. Chú thử một cây thôi nha. Lúc mà nó có giải nấm rồi có là sao mà chú ăn cái trái nó thử rồi thấy nó khác so nó bự so mà so lại sánh. Nó bự mà lại nó ngọt hơn lúc nó ra trái rồi lúc nó muốn vừa có bông thôi bắt đầu mà giải nó được rồi. Cho chú lấy cho chú một để chú thử bữa nay lên gặp ông chủ và chủ cho cái nó thiệt trồng là nhiều khi là qua cái phân trái không có rải gì hết trơn. Dạ, chứ trồng tự nhiên. Dạ dạ. Mà cái này nó giúp cho cái trái nó juicy á, giống như nước nhiều mà nó có cái chất á. Cho nó có chừng 2 nấm thôi. 2 nấm. Này. Mà cái này nó cái này là có trái phải không? Làm cho trái bự. À mà nhân lúc nó có trái rồi mới bỏ. Dạ đúng. Cái này là phân là NPK. Dạ. NPK rồi. NPK thứ loại này là thứ loại mắc tiền lắm à. Rồi. Một bao cứ mua wholesale là 380 á. Dạ. Là hiếm lắm á. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cả nhà ơi, hồi nãy giờ mình đi lên tham quan cái vườn cây giống của anh Cần vào mùa thu là cũng đã xem đã hết trơn cái nursery của ảnh rồi, thì nếu mà cả nhà mình có ai có nhu cầu mua cây giống hay là phân hay là chậu gì đó thì lên gặp anh Cần nha. Ở đây là mình đặc biệt là bán mấy cây to thôi nha, mình không có bán mấy cây con, cây nào có trái rồi giống cái này là không. Ừ. Đó với hồng bên đây nè, nguyên bên đây là bán hết rồi nè, vòng vòng 2 tầng là nhiều quá. Dạ. Bạn đại xe chắc mình mới giao giống như là xe của mình rồi. Đây xe delivery. Yeah. Địa chỉ này là 3739 Police Road, Mulgrave, gần Springdale. Số điện thoại anh 0412301571. Ok. Rồi cảm ơn cả nhà. Bye bye. Bye.